Chào mừng các bạn đến với máy in Vũ Gia. Hôm nay thì mình giới thiệu đến các bạn con máy scan A3 kem mặt phẳng kem màu siêu bền của hãng Epson, model là 10.000XL. Đó. Cái dòng này thì nhìn kiểu dáng sơ sơ thì nó giống cái dòng Epson GT 15.000 và cái dòng Epson GT 20.000 đấy các bạn. Nhưng mà giá mới của nó bán ra thì cao hơn gấp đôi hai dòng đó nha các bạn nhé. Ở trên thị trường bây giờ thì có một số dòng Ken A3 như là dòng một số đời mới của Epson, bây giờ nó ra như là dòng DS 50.000 60.000 đấy các bạn. Nhưng mà nó không, nó thẳng câu là mình không muốn chê, nhưng mà chỉ muốn nói là cái dòng này chất lượng tốt hơn hẳn các bạn. Nó đây là cái dòng nội địa của Nhật, Make in Japan. Còn những cái dòng sau này ra là của Trung Quốc thì không bằng được những cái dòng nội địa này các bạn nhé. Cái đó là mình dám khẳng định các bạn luôn. Còn là chất lượng hình ảnh thì tương đương nhau thôi, không có gì hơn đâu. Mấy cái dòng này chất lượng hình ảnh tương đương nhau thôi, độ phân giải cũng như nhau. Cao nhất là hỗ trợ khoảng cỡ 9600 dpi này nọ đó. Thì chung chất lượng về màu sắc, chất lượng máy cũng như chất lượng bản kem thì các bạn khỏi phải chê, khỏi phải bàn về dòng này. Mình đảm bảo các bạn cực kỳ tốt. Đó. Và tại sao kiểu dáng y chang như dòng cái Epson GT 15.000 và 20.000 mà giá nó lại cao như vậy? Thì nó có một cái lý do. Đó là cái dòng này nó ken được cái công nghệ xử lý hình ảnh của nó là nó tân tiến hơn cái dòng hai dòng kia thì không phải bàn rồi. Nhưng nó có một cái ưu điểm nữa, đó là cái kích thước bằng nhau, mặt kính bằng nhau, nhưng nó đối với dòng GT 15.000 và 20.000 nó chỉ ken được tối đa maximum là khổ giấy A3, nhưng dòng này nó ken tới hơn A3, cái là A3 cộng các bạn. Có thể gọi là khổ A3 cộng đó. Nó cộng thêm khoảng hơn một phân, khoảng phân tư các bạn nhé. Chiều rộng khoảng phân tư, còn chiều dài nó cộng thêm hơn 1/6, nó khoảng 1/6 mình đo rồi. Đó. Chiều dài nó ken được cái khổ rộng hơn là một bình thường A3 thì nó cộng thêm 1/6 nữa. Mà rất là nhiều người thích ở cái dòng này, mua dòng này ở cái chỗ là nó ken được cái khổ rộng hơn A3. Mà bây giờ thì nó rất là nhiều cái những cái người ta ken không phải chỉ văn bản đâu các bạn. Người ta ken những cái gì đó mình không biết nữa, hộp hiếc này nọ gì đó. Mà khổ giấy to hơn A3 rất là nhiều. Và nên người ta rất cần những cái dòng này hơn là những cái dòng GT 15.000 và 20.000. Còn độ bền thì mình thấy nó như nhau thôi. Vì mình bán mấy cái dòng này cũng rất là nhiều rồi. Thấy độ bền như nhau. Và chất lượng hình ảnh thì công nghệ nó cao hơn đấy. Thì mình cũng thấy nhìn chung là ken hay mình thấy hình ảnh nó cũng tương đương nhau thôi. Chứ cũng không có gì là khác biệt nhiều về chất lượng hình ảnh các bạn ạ. Đó là cái đánh giá mà theo cái mang tính chất cá nhân mình thôi, chứ không phải là mình áp dụng vào đúng tiêu chuẩn của hãng nhé các bạn nhé. Cái này là theo cái quan điểm cá nhân, mình ken thử, mình bán nhiều, mình ken nhiều thì mình cảm nhận được thế thôi. Đó. Máy thiết kế rất là đẹp các bạn nhé. Mình có đo thử rồi. Cái bề dài của máy từ đây qua đây á, là 65 cm, còn bề rộng từ đây qua đây là 55 cm. Chiều cao nãy mình chưa đo. Chiều cao của nó là khoảng cỡ 15 cm các bạn nhé. Đó. Bây giờ là mình sẽ đi vào lắp đặt, cài đặt và sau đó ken thử cho các bạn coi. Các bạn xem video để thấy hữu ích thì ủng hộ mình bằng cách nhấp vào nút like và đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video và những sản phẩm bên mình đưa lên website thường xuyên hàng ngày nha các bạn nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều, rất mong được sự ủng hộ của các bạn để kênh của mình phát triển được tốt hơn. Cảm ơn các bạn. Cái dòng này thì nó kết nối thì chủ đạo là cổng USB, rồi nó có thêm cái cổng cái gì đây này, 1394 và cái cổng optical, cái cổng này để ra một cái khay đảo mặt ở phía trên này. Nếu các bạn muốn gắn thêm khay đảo mặt ấy, các bạn có thể mua về gắn vào cái cổng này là ok. Còn đây cổng này cổng hỗ trợ có thể gắn thêm cặp mạng. Rồi, bình thường thì ken qua USB thôi, cắm nguồn. À đây, đây là dòng này. Dòng là dòng hàng của Nhật các bạn nhé. Make in Japan luôn nhé. Chủ yếu nội địa bên thị trường của Nhật nhé. Đó. Make in Japan. Sử dụng nguồn điện từ 110-220V. Công tắc nguồn phía trước, các bạn bật nguồn lên. Đó. Cáp USB thì mình gắn vào máy tính rồi. Bây giờ mình sẽ cài đặt driver để... mình hướng dẫn các bạn cách cài đặt luôn. Các bạn mở Google lên cho mình. Win 7, Win 8 hay Win 10 hay là Win 11 gì đó, các bạn cứ mở Google lên, các bạn gõ cho mình chiếc driver Epson 10.000XL. Các bạn enter. Kết quả Epson đây. Kết quả đầu tiên trên này này. Nó hiện lên cái website của Epson ở tên máy này, 10.000 đây này. Các bạn click vô chọn cho mình. Các bạn chờ xíu để nó load website. Nó sẽ loát dữ liệu chỗ này này, hiện tại đang chống rồi, các bạn chờ xíu nó sẽ hiện lên cho các bạn. Có nhiều bạn nick vào tới đây không thể hiện gì cả, kêu nó không tải được. Chờ xíu. Có nhiều lúc nhanh, có nhiều lúc lên đâu đó rồi, nó hiện ra rồi đây.
Của mình là Windows 13 32 bit, thì mình chọn là Windows 13 32 bit, cũng của các bạn 64 bit hoặc là Windows 11 thì các bạn cứ chọn cho đúng nhé. Còn của mình là Windows 13 32 bit. Rồi, chấp nút vô. Chờ xíu. Rồi, chọn kết quả đầu tiên luôn. Mình nhấp vào nút download góc bên tay phải đây để tải về. Nói chung là rất là nhẹ các bạn, có 12MB thôi. Cài đặt cái này đơn giản lắm. Cái driver này mình cũng sẽ để trong phần mô tả video luôn. Bạn nào mà lười vào Google tải thì có thể nick vào cái phần mô tả để download về cài. Tải về sẽ được một cái file như vậy. Các bạn chỉ việc nhấp đúp vô để cài đặt. Rồi, chọn OK. Chọn Next. Nhấp vào cái ô I accept the team gì đây này. Rồi, chọn Next. Mình hạ cái này xuống cho nó gọn nhé. Thao tác cài đặt rất đơn giản. Tải về xong chỉ việc nick vô rồi nick vài ba cái là xong. Thì cái này cài đơn giản quá nên mình cũng không muốn làm một cái video thứ hai để hướng dẫn cài đặt. Mình gộp chung luôn vào cái video giới thiệu sản phẩm này cho nó gọn các bạn ạ. Rồi, cài đặt xong thì mình sẽ scan thử cho các bạn coi xem máy nó vận hành và chất lượng bản scan đến đâu nhé. Rồi, xong. Các bạn muốn khởi động máy tính các bạn khởi động, còn không các bạn check, bỏ tôi check này đi để máy tính khỏi khởi động lại. Các bạn chọn finish. Các bạn nên rút cáp USB ra gắn lại cái. Khi cài đặt xong, một là khởi động lại, còn nếu không khởi động lại thì rút cáp USB ra cho nó gắn lại. Thì nó mới nhận nha các bạn nha. Rồi, xong. Khi các bạn cài đặt xong thì ở ngoài màn hình desktop sẽ xuất hiện cái biểu tượng này Epson scan như vậy đây. Icon nó như vậy đây. Các bạn chỉ việc nhấp đúp vô để mà bật phần mềm lên thôi. Bây giờ ngoài trời đang mưa rất là to các bạn ạ. Nãy gió ầm ầm. Rồi, tới cái bước này các bạn chọn đúng cái máy của các bạn. 10.000. Rồi nhấp OK. Thực ra thì máy của mình nó có hai máy này, nó hiện cái bảng nó lên, còn nếu các bạn chỉ có một máy Ken Epson duy nhất thì nó sẽ không hỏi cái bảng đó. Nó hiện lên nó cái giao diện Ken luôn. Cái máy tính của mình nó hơi chậm. Đây, đây là cái giao diện phần mềm. Bình thường là nó sẽ hiện ở cái chế độ là home mode các bạn ạ. Đây, bình thường nó sẽ hiện ở chế độ home mode bình thường như vậy đây. Còn thì mình thích ở sử dụng chế độ office mode và professional mode hơn. Nhưng mà đối với dòng máy Ken A3 thì các bạn nên chọn cái chế độ là office mode, nó sẽ dễ hơn vì nó chọn trực tiếp khổ giấy trên đây, nó tiện hơn. Bây giờ mình sẽ cho cái gì vào Ken thử nhé các bạn. Ở đây cái hình A3 thì mình không có cái tấm hình A3 nào. Thì mình sẽ dùng đỡ mấy cái tờ lịch. Mình xếp mấy cái tờ lịch đây. Và sẽ xếp ra sát cái khổ mắc ngoài cùng cho các bạn nhé. Sát mắc ngoài cùng luôn. Thì các bạn thấy là nó ken tới đây luôn. Bình thường máy ken bình thường A3 bình thường chỉ tới đây thôi, nhưng nó sẽ ken ra tới ngoài này luôn. Rồi, tiếp theo là một cái tờ rơi giới thiệu. Và mình cũng xếp sát dưới cùng này luôn, chữ mắc này luôn, để cho các bạn thấy là nó ken tới đó luôn. Rồi, úp xuống. Mình sẽ chọn khổ giấy là A3. Rồi, độ phân giải mình để 300 đi nhé. Các bạn có thể chọn độ phân giải này. Độ phân giải quang học thì nó hỗ trợ tới 9600 dpi, cái độ phân giải gì ở bên trong của nó đó. Còn thực tế độ phân giải ở ngoài ấy, để lựa chọn thì tối đa chỉ là được 1200 dpi thôi các bạn nhé. Mà thực tế cũng chẳng ai ken tới 1200 đâu. Bình thường ken 300 hoặc 600 là cũng cao lắm rồi. Bây giờ mình sẽ ken thử 300. Đó, còn căn chỉnh ánh sáng thì không cần thiết, cái đó tùy nhu cầu mỗi người mà căn chỉnh sáng hoặc tối đi. Bây giờ mình sẽ nick vào nút Ken để bắt đầu. Tới cái bước này nó hỏi mình là lưu ở đâu. Các bạn muốn lưu trong máy đúc Cuban hay là lưu trong Picture, hoặc là các bạn lưu vào desktop. Mình sẽ chọn lưu desktop đi nhé. Hoặc là các bạn browse tới cái ổ đĩa các bạn muốn lưu. Tên file các bạn đặt ở đây. Còn định dạng file các bạn muốn lưu ra file PDF hay là lưu file hình ảnh. Bây giờ mình sẽ scan thử để mình lưu file lưu file hình ảnh đi. Còn ở PDF thì các bạn có thể scan được nhiều trang cùng một lúc. Còn hình ảnh nó chỉ scan được một trang một cho nó lưu ra file luôn. OK, là máy bắt đầu quét. Các bạn nghe tiếng kêu không? Nói chung là cái kêu rất là êm các bạn ạ. Nhưng
những cái dòng này bên mình bán ra gần như chưa bao giờ phải bảo hành nha các bạn. Cái này mình nói thật, mình bán những sản phẩm này cũng mười mấy năm, hơn 10 năm nay rồi, nhưng mà chưa bao giờ phải bảo hành một con nào hết. Chỉ là những lỗi cơ bản thôi. Ví dụ là hình ảnh nó xấu, rồi là nó nem, nó dơ gì đó thôi, là do nó xài lâu rồi nó bụi bẩn đấy, vệ sinh là chính thôi. Chứ nói về hư hỏng, về bo mạch hoặc là lỗi đèn thì mình chưa thấy các bạn. Trừ như bạn nào làm rơi, làm vỡ thôi. Cái máy tính của mình hơi chậm nhé. Rồi, xong. Đây, đâu rồi? Tấm hình đâu rồi? Ở đây, tấm hình camera đây. Mình sẽ mở lên cho các bạn coi. Cái điện thoại của mình nó quay hơi kém, các bạn thông cảm. Mình không phải là dân làm YouTube chuyên nghiệp, mục đích mình hướng dẫn kỹ thuật thôi, nên là không có đầu tư bài bản được như những bạn làm YouTube. Đây là nguyên cái tấm hình của A3, mình sẽ xoay lại chiều đứng để cho các bạn dễ coi. Đấy, các bạn thấy không? Chất lượng hình ảnh rất là đẹp, màu sắc rất là trung thực. Các bạn nhìn qua đây, nếu các bạn làm đồ họa thì các bạn nhìn qua đây các bạn sẽ thấy màu sắc rất là trung thực. Các bạn để ý những màu vàng này, nó rất là sáng, nó tươi chứ không phải là vàng sẫm. Còn cái máy mà ken không tốt thì các bạn để ý là ken ra cái màu vàng sẽ bị sẫm. Và cái thứ hai nữa, những cái màu đỏ cờ lên này, nó lên các bạn thấy không, nó đỏ tươi. Đó là những cái đặc điểm để nhận biết được cái máy ken còn tốt hay không đấy các bạn. Và cái thứ hai là ken ra không có bị sọc. Bản ken trừ tia xuống dưới là không có sọc. Màu sắc tươi, sáng, trung thực, bản ken không sọc, không lỗi là máy ok các bạn nhé. Mình tư vấn cho các bạn, ở đây mình bán máy là một chuyện, mình tư vấn cho các bạn là mình tư vấn đúng, không tư vấn bậy. Tư vấn bậy các bạn chửi mình chết. Vì những cái bạn xem ở đây không phải là các bạn chỉ là người dùng không đâu, sẽ có cả những cái bạn kỹ thuật nữa, những các bạn đang rành về máy nữa, và nên là mình không thể nào nói vậy được. Mình đã nói là phải nói đúng. À, thấy không? Bản ken rất là đẹp. Về cơ bản, chất lượng không phải chê. Máy thì bền, hàng của Nhật. Xài, bao xài luôn. Kiểu dáng thì rất là đẹp. Các bạn cần thì có thể liên hệ bên mình. Vậy là nãy giờ thì mình cũng đã giới thiệu đến tới các bạn con máy ken mặt phẳng khổ giấy A3, A3 cộng của hãng Epson, model là 10.000XL, và cũng hướng dẫn các bạn cài đặt và cũng ken thử để cho các bạn coi chất lượng hình ảnh cũng như là cách máy vận hành thế nào. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Rất mong được sự ủng hộ của các bạn bằng cách nhấp vào nút like và đăng ký kênh. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chào các bạn.